Chân dung cô gái tham gia nhiều game show đi cướp ngân hàng 2,1 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang giữ hình sự với nghi can Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bước đầu, tại cơ quan công an, Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đây, Thắng từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp và sinh sống. Với ngoại hình ưa nhìn cùng cách nói chuyện khéo léo, nên Thắng đăng ký tham gia nhiều chương trình game show truyền hình thực tế với mong ước thành công và kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, Thắng không thành công và chuyển sang làm nhân viên môi giới bất động sản. Đổi qua nghề mới một thời gian, Thắng vẫn không thành công và lâm vào cảnh nợ nần. Vì thế, Thắng nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Ngày 8 tháng 10, Thắng mua các bình ga để thiết kế làm mìn giả và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để đi cướp. Khoảng 12 giờ 30 ngày 10 tháng 10, Thắng đội nón nữ trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách bắt xe taxi Vinasun. Sau đó, Thắng yêu cầu tài xế chở tới đối diện phòng giao dịch ở trường Vĩnh Ký trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, địa chỉ 98A đường Trường Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Thắng yêu cầu taxi dừng rồi chờ đi vào bên trong phòng giao dịch. Lúc này, phòng giao dịch ngân hàng đóng cửa nên bảo vệ chặn lại thì Thắng nói vào lấy đồ. Khi vào được bên trong, Thắng đặt túi xách xuống bàn, bên trong có bình ga, xăng, dây đèn nháy. Tiếp đó, Thắng hô lớn có bom, đe dọa phát hỏa và ném một phong bì bàn giao cho tổng giám đốc ngân hàng. Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn, yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng bỏ 2,1 tỷ đồng vào bên trong. Lấy được tiền, Thắng đi ra ngoài tới cửa thì cột cửa ngân hàng lại. Sau đó, Thắng lên xe taxi chạy về hướng Trường Vĩnh Ký, Gò Dầu. Thắng nói tài xế chạy tới trung tâm thương mại E1, quận Tân Phú. Đi nhà vệ sinh thay đồ rồi mua một vali để cất tiền. Sau đó, Thắng di chuyển qua một trung tâm thương mại khác trên đường Cộng Hòa. Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ Thắng cùng tăng vật tại đây sau 3 giờ gây án. Đáng chú ý, Phùng Thị Thắng từng tham gia chương trình Thách thức danh hài và chương trình Tình yêu hoàn mỹ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.